siêu phẩm nha mọi người. Dòng này là dòng cắt nhánh tỉa cành nha. Mát full công nghệ rồi nha mọi người. Hàng này thì chỉ như đập thùng thôi, chứ không có còn nói gì nữa trơn á. Nguyên riêng nguyên bản nha mọi người. Không thay thế bất cứ món gì, ngang ngửa với máy thùng luôn rồi. Rồi qua VIP.